đi mùa hè chỉ có đi biển, Nhà Trang ăn uống xong rồi tắm ngủ nghỉ, nóng quá chui phòng ngủ, chiều mát sáng mát đi tắm. Hà Nội muốn đi biển đi đi đâu? Hà Nội thì đi Quảng Ninh, đi Sầm Sơn, Cát Bà. Nói Sầm Sơn cũng đẹp, Sầm Sơn Cát Bà. Còn đồ nói chung biển đẹp thì là cứ phải từ miền Trung hết vào, từ Huế hết vào đi Lăng Cô rồi các thứ thì là biển, nước biển nó trong xanh. Đồ Sơn thì nó là ở Hải Phòng, cách Hà Nội hơn 100 cây. Nhưng mà biển Đồ Sơn nó là cửa của cửa sông. Thì nước nó đục, nó màu nó đỏ. Ở ngoài này thì có cái vùng biển cửa sông là Đồ Sơn với Hải Thịnh ấy, dưới Xuân Trường Nam Định ấy. Vậy ở ngoài Bắc Thái Bình có đủ bốn mùa, có biển nhưng mà biển nó không được sạch, nó gọi chỉ để chăn nuôi các cái ấy thôi, nghêu ngao nghêu sò gọi là làm đồ thủy sản, chứ còn đi tắm thì ít người tắm. Tôi rất là mừng, rất mừng. Tôi rất mừng. Thì tôi đi mấy họ đi Hạ Long hoặc đi Yên Tử, tôi thấy họ tiết rất là đàng hoàng, rất là hay. Tôi rất là mừng. Đây cái hạ bể lớp view đây là cái cơ sở hạ tầng bây giờ nó cũng tốt lên nhiều, đường đi lối lại các thứ nó dễ. Nó không vất vả. Phải xe mình không? Không ạ. Cái xe 12 chỗ này thì xe nhỏ thì nó vào được. Trong người xế đi theo mình ai là dậy lên nó tự mò lên sao chắc là thuyền chở ô tô vào. cái này là khách sạn đâu, phải nhà đâu? Chỗ này ăn là nhà sàn ạ. Ăn đó. Chỗ này ăn chứ chú không phải ăn này ở đây hả? Vâng, trong ok chú đi anh bậc thang dễ đi. Ok không sao. Cái phòng ở bà bảy hôm xưa hôm tư bảy mà gửi đi khóa rồi vô phòng. Xin lại cần gì bạn nhớ người ta nhắn đừng có bốn người dân thì đã. Ngày xuân này quá nóng luôn, nó ấm tỏ lên hết mình cả mệt đấy á. Nhiệt chỉ cần nhé. Tất cả các bác đến với vùng hồ Ba Bể thì tất cả các anh chị ngoài những được ở những nét nhà sàn truyền thống ra, chúng ta buổi ban đêm ấy, chúng ta còn được thưởng thức các làn điệu hát then múa tày của các cô gái trong làng bản, đây gọi là bản Bác Ngò. Ngày mai tất cả các anh chị hành trình chúng ta sẽ đi tham quan các điểm hồ Ba Bể để mở cho các chương trình tham quan hồ Ba Bể thì ngay sau đây đội văn nghệ xin được gửi đến cho tất cả các anh chị qua một bài hát quê hương em có hồ Ba Bể. Xin một tràng pháo tay cổ vũ cho các cô gái này. Phát trực tiếp này. Em phát trực tiếp luôn. Oh,
thương em có biển ngọc xanh đến hồ Ba Bể nằm giữa tươi xanh 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 nước xanh xanh cây xanh bao miền quài ở giữa trời mây có thuyền cầu một lướt sóng mênh mông có ngọn gió lành trên làn nước xanh trời làn điệu hát then quê hương em rừng xanh Ba Bể. Ở đây thì có một lời tày và một lời tiếng Việt. Lời trước nghĩa là lời tày, lời thứ hai nghĩa là lời kinh. Chính là có hai lời đấy ạ. Và xin một tràng pháo tay cùng hãy cho các cô gái tay ạ. Vâng, xin cảm ơn. Đâu.
Anh nhớ em nên em xin chung cái kiểu lòng tiếng Việt đúng không ạ? Chúng ta có nghe được không ạ? Được, được. À, xin một tràng pháo tay cổ vũ thật lớn nữa cho các cô gái này. Xin cảm ơn. Vâng, em nhắc lại một chút. Đó chính là một cái làn điệu múa động tiên nhất. Nó miêu tả về Hồ Bốn Bể. Tức là bé lầm, bé lù, bé làng. Ở đây các anh chị hiểu tại sao gọi là Hồ Ba Bể, các anh chị biết chưa? Chưa. Chắc là đã nói cho chúng ta biết qua rồi đúng không ạ? Hồ Ba Bể thì thực chất nó là một cái hồ nó trải dài
khi mà nó được ngăn cách bởi các eo hẹp của núi Đá Vôi và rừng Nguyên Sinh. Cứ qua một eo hẹp thì người ta lại tính được một bể. Bể ở đây theo tiếng Tày gọi là pé, và trong từ ba bể theo tiếng Tày gọi là sam pé. Sam pé có nghĩa là ba hồ đấy ạ. Sam là ba, pé là hồ. Và bể một thì có tên gọi là pé làng, bể hai là pé lù và bể ba gọi là pé lầm. Và đó, pé làng, pé lù, pé lầm trên bài hát mà có làn điệu múa qua đấy, mở màn cho chúng ta, đó chính là cái giới thiệu hết về cái phong cảnh về hồ Ba Bể rất là đẹp. Và ngay sau đây mời các anh chị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một làn điệu điệu múa rất là đặc biệt của người dân tộc Tày, đó chính là làn điệu múa cò nha. Và xin một tràng pháo tay cổ vũ cho các cô Tày. Còn này mà ném vào anh nào mà anh ấy chết được không? Thank you.
vâng, các anh chị ạ, lúc nãy là có một anh bảo là tung còn này có thể là tung còn cho nhau, đó chính là cũng có thể được, đó gọi là trái còn này có thể là tung còn giao duyên. Trong cái câu chuyện là vẫn là có thể là các đôi trai gái khi mà tham gia trẻ hôn ở đây, các anh chị, khi mà chúng ta đến với làng bản người dân tộc Tày, ở đây có một cái lễ hội gọi là lễ hội lồng cồng, hay còn gọi là lễ hội sống đồng ạ. Lễ hội này là cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt của thu quanh năm. Thì trái còn này á, là để khai mạc cho cái phần lễ hội, tức là muốn mở cái lễ hội này thì phải tung lên trái còn đầu tiên nhất, đó chính là môn tung còn. Người ta muốn tung cái trái còn ngày xưa ấy, các anh chị phải hiểu ạ. Trái còn này bây giờ thì dùng để múa thì không nói làm gì, nhưng mà ngày xưa thì người dân tộc Tày ở đây đã dùng những cái hạt ngô giống cũng như là hạt thóc giống để vào trong cái trái còn này, để nhằm vì sao ạ? Để nhằm cho tung cái trái còn này lên trúng cái điểm hồng tâm đấy, hồng tâm đỏ đó, có một cái cột nêu và tung đúng trúng cái điểm hồng tâm đỏ đó. Và năm đấy nếu mà ai tung trúng cái điểm hồng tâm đỏ đấy thì sẽ là mùa màng rất là bội thu, gặp nhiều may mắn quanh năm đấy ạ. Và đó chính là liệu búa còn mang tính ý nghĩa là như vậy. Vâng, tất cả các anh chị ạ, ở đây ngoài hát thêm mà làm tính ra thì các cô gái Tày cũng có thể là biểu diễn cho chúng ta một làn điệu nữa, đó chính là hát xi, hát lượn. Và ngay sau đây chị Thúy Nga được gửi đến cho tất cả các anh chị một làn điệu hát lượn của người dân tộc Tày. Vâng, xin một tràng pháo tay cổ vũ cho chị Thúy Nga.
Anh, em cũng mong là tất cả anh chị chúng ta nên cổ vũ thật to và nhiệt tình hơn tí nữa. Xin một tràng pháo tay cổ vũ thật to ạ. Vâng, xin cảm ơn. Bởi vì ở đây á, là các cô gái thầy không phải là chuyên nghiệp đâu. Các cô gái là không chuyên ạ, chứ không có không phải qua trường lớp nghệ thuật nào đâu. Mà ở đây chính là từ kế thừa từ các lớp cha anh đi để lại thôi. Chúng ta không phải có sự đào tạo nào đâu ạ. Và chính vì thế thì tất cả anh chị sau tiết mục chúng ta hãy cổ vũ thật nhiệt tình. Đúng không ạ? Đúng, đúng. Và tất cả anh chị ơi, ngoài chúng ta những nhiệm vụ nhỏ nhỏ đó thì tí nữa mời tất cả các anh chị chúng ta hãy chuẩn bị những cái bài hát mà về quê hương của mình đến tại làng bản của chúng em ở đây, chúng ta hãy giao lưu ở tại sân khấu này, đúng không ạ? Và sau điệu múa này thì tất cả các anh chị sẽ có chương trình chúng ta giao lưu, và từ đây từ sau tiết mục này chúng ta sẽ giao lưu sạch sẽ, có được không ạ? Vâng, thì sau tiết mục múa bát bây giờ chính là một làn điệu múa bát. Làn điệu múa bát này cũng thể hiện trong các sự lễ hội cầu mùa ạ. Và chính vì thế thì một dạng ở tay cổ vũ cho các cô gái tay trên làn điệu múa bát ạ. Vâng, xin cảm ơn. Hỏi cuối cùng những người này này, con cầu đi bé, con cầu đi em bay trên hồ ba bể. Con cò mà cò bay mà cò đẹp. Em ơi, cái này là bát sứ hay bát nhựa đấy? Thank you.
tiếng ấy vẫn ra. Múa thì vẫn ngon mà bác hay quá. Hết phim rồi. Còn một lần nữa xin thay mặt đoàn văn nghệ xin cảm ơn tất cả các anh chị đã cổ vũ rất là nhiệt tình cho các cô gái này. Và các anh chị ạ, và đến mục tiếp theo là chúng ta sẽ hát giao lưu. Ở đây thì có các cô gái này luôn sẵn sàng giao lưu với tất cả các anh chị rồi, đại diện đoàn chúng ta đúng không ạ? Nhưng mà phải karaoke thì hát à, có em ta mà không hát 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 xuống không nhớ được đâu. Thế mời mời anh lên có tức là có trợ giúp luôn, có chữ trợ giúp luôn. Và... anh Tùng anh luôn đi, mời anh luôn. Anh Thắng ạ. Vâng, anh luôn. Anh không biết, anh thì không hát được cái gì vậy? À, tức là có chữ để cùng trợ giúp đây các cô gái này thôi. Mày đây, tới đây chạy. Cô giáo đây cho để giúp làm nè. Vâng, chỉ có duy nhất đêm nay tại ở đây thì ta được hát cùng với các cô gái này thôi. Không hát được như thế này kia. Không, có nghĩa là có chữ mà. Có chữ là có chữ thì hát nhá. Ôi quá. Rồi. Hát cô giáo tên thì công tên lên mình núi đi. Bác hay là người em ở cuối sông Hồng như đó. Vâng, nhân dịp hôm nay đưa đoàn đến tới khu vực chiến này để Ba Hồ Ba Bể để tham quan và ngắm cảnh. Cũng chả có gì góp vui góp thêm một lời hát là không hay, xin các bác các cô anh chị đừng cười nhá. Phải xong ca bài này cơ. Nhưng mà có kèm thêm múa không này? Hả? Mẹ là có kèm múa chứ. Phải múa phải dìu nhau nhá. Mình trông thì không hoài. Em hát bài không thương lại. Anh nhảy rồi. Anh kia con bưng tài. Ở biên cương nơi ta sắp lòng cháy cao đất Việt, ở nơi anh ngồi ngày quan tâm lắng phù xa đi bóng đôi bờ. Cứ chiều chiều ra sông mà gánh nước nên ngày ngày cùng bạn bè chân chân anh lại xuống sông Hồng chờ bạn là em ba. Nơi nào ấm có lạnh không? Hỡi em yêu, người chưa gì biết thương. Có gì đâu tấm lòng người chết? Có gì không ai đâu? Thương yêu đâu? Thương yêu đâu? Vì rằng em luôn ở bên ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
tự do trăng chưa bao tình vì tương lai đã đổ dần mồ hôi Thank you.
chúng ta lên hát bài đi. Không biết hát. Chúng không biết hát. Không biết hát. Không biết hát. Không biết hát. Chưa giờ từng hát. Vâng, sau đây tính quê hương thì bây giờ lại mời đến tất cả các chị ra đây. Mời chị chị gì nhỉ? 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 Chị phải nữ, phải nữ, phải nữ. Rồi, chị đi. Cái gì đúng rồi, phải nữ. Thế là chị trẻ trẻ. Chị trẻ trẻ nè. Lên 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 đấy, trẻ nắng gấp lên đó. Đây là bạn này ở trong thành phố Hồ Chí Minh ra. Vâng. Chị hát bài hát. Em hát bài miền Tây thôi tôi ạ. Rồi, chúng thủ rồi. Chúng thủ. Thế cô chú nào thì... Cô chú ba thì nhớ chú tổ hồi ba của mình. Ba là ngoài hai ngoài. Chú sân Tây. Chú sân Tây. Chị cũng biết hát không? Em có biết hát không? Em có cào như thế. Trong lúc này chị bắn video sang cho mình. Rất là cảm ơn là gì? Em Trang đã thể hiện một bài về miền Tây. Tuy nhiên thì ngay sau đây thì em muốn yêu cầu là Trang này
là hát song ca một bài nữa. Có được không? Được, hay quá. Xin mời chàng vào đây cùng con trò. Các con mà dịch cả nó. Dịch xem này là... Con mà dịch xem anh ấy cần gì cả? Xem anh muốn gì? Xem anh biết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là nhiệt tình đấy, người trai bản thứ nhất trong buổi tối ngày hôm nay đúng không ạ? Tí nữa sẽ có nhiều trai bản hơn nữa, nhưng mà với điều kiện là tất cả các chị phải hết sức nhiệt tình lên giao lưu thì mới trai bản mới xuất hiện. Và bây giờ thì chỉ là và bây giờ mời tất cả các anh chị cùng thưởng thức một làn điệu, một làn điệu này đó chính là một làn điệu muốn nó. Trên làn điệu mà muốn nó này nó muốn thể hiện lên một cái hình ảnh đất nước Việt Nam qua bản cờ chữ S, đó chính là một làn điệu bố Việt Nam quê hương tôi. Xin một tràng pháo tay của những chàng đặc biệt này nữa. Thank you.
Vâng, và tiếp theo chương trình thì ta lại giao lưu khoảng độ một tiết mục nữa nhỉ? Hay là nhiều hơn nữa? Các bạn nhiều nữa đi ạ. Nhiều nữa đúng không? Thế thì mời anh chị lên thôi. À vâng, nhưng mà lên giao lưu một bài để trong các cô gái tài đi thay đổi một cái tiết mục rất là đặc biệt. Nó thể hiện trên một dân tộc. Phải giữ lại cho em một cô để em hát song ca. À đây ạ. Thì đâu quay lại nữa. Bây giờ không quay lại nữa. Bây giờ mày mày bắt mày lên ra giao lưu. Có không? Có không? Không.